Xin chào tất cả mọi người nha, thì lại là mình đây, mình là Túc đây, mình chuyên về AirDrop Beauty miễn phí. Thì nếu bạn bè nào mới biết tới kênh mình ấy, thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ. Ok, đến quả cào này thì mình lại hướng dẫn anh em cũng như mọi người biết tới quả cào này có tên là Robot này. Robot đấy, cái con này khi anh em chắc bác thành công ấy thì anh em sẽ nhận được 50.000 Robot đâu đó, được tầm 100 đô, và một red anh em sẽ nhận được 10.000 cái đồng Robot này, tương với 20 đô đấy. Con này BC này, mạng BC Binance Smart Chain này, ok chưa? Thì vào đây là contract của nó, anh em có thể tìm hiểu nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em làm nhanh luôn này để nhận 50 cái đồng robot này, đâu đó 100 đô, ok nhá. Con này thì như nó đã nói là, ok, như con này đã nói thì nó sẽ phân phối token 7 ngày này, khi anh em chắc bác thành công này, anh em kiếp start này và kiếp vào đường link dưới phần mô tả, ấn start sau đó ra giao diện đi trên này. Rồi anh em ấn lick cho mình nha. Đấy, ấn lick bắt đầu nhập captcha. Captcha nó thì rất là rõ ràng, anh em nào không nhập được nữa captcha này nữa, không nhìn được ra nữa thì mình cũng chịu thôi. Rồi 39 này, nắm những quả kèo captcha rất ối dồi luôn. Rồi mình gửi đi này, ok anh em lick cho mình nha. Nick này. Ôi ok, ui giỏi lắm. Rồi, tiếp tục là ấn next stake cho mình. Rồi, join 4 kênh của nó nhỉ. Telegram đấy. À 2 kênh thôi chứ. Mình nhìn nó. Rồi anh em sẽ comment cho mình nhá. Comment cái từ Meta Rebook này. Rồi dán phần trên này. Anh em sẽ dán, anh copy phần trên của comment của người khác ấy và dán lại, dán ngược lại, đỡ phải viết nữa, anh em hiểu không ạ? Rồi tiếp sau đó thì join community này, join trên new ấy, rồi join này, ok, rồi xong thì anh em ta tiếp tục thoát ra này, anh em ấn lick cho mình này. Rồi tiếp sau đó thì trên new anh kích vào follow cũng như là follow trên Twitter này, đúng không ạ? Follow open cho mình. Nó chuyển hướng anh em giao diện của thằng Twitter này, cái anh em follow này, follow này, ok ạ. Follow thì tweet lại cái bài viết của này của nó này, kèo mới tinh mới ra mà. Rồi anh em tweet lại thôi, anh em sẽ quay lại anh em lấy cái profile link này, đây lấy cái username gửi cho nó 8385331, ok. Viết account này 8385. Rồi anh em sẽ gửi cho nó này. Đây. Ấn link xong thì ấn sao chép thì anh em sao quên đấy. Sorry anh em. Rồi, em gửi cho nó này. Rồi, nó bắt anh em đăng ký kênh YouTube vì một lý do, và YouTube ấy mình không thể kích vào, anh em kích vào và đăng ký kênh YouTube nó thôi nha. Rồi quay sang mình hướng dẫn tiếp này. Khi đăng ký kênh YouTube đã xong thì anh em like cho mình nha. Bot chạy lâu đấy nhỉ. Rồi like xong thì nó yêu cầu anh em là cái địa chỉ BEP20 hoặc trên MetaMask này, ví chốt của MetaMask này. Rồi anh em sẽ quay sang ví chốt cho mình nha. Bot đừ quá. Máy nó đừ ấy. Mà tại rồi sao chép này. Quay sang ví chốt lấy địa chỉ Binance Smart Chain BLB đấy. Rồi anh em sẽ dán cho mình. Rồi em sẽ gửi đi này. Rồi ok, bây giờ anh em thể ấn vào Binance cho mình nha. Rồi nó ghi nhận anh em nhận được 50.000 cái đồng robot này. Và anh em static này. Đấy, check số dư. Ok, và bây giờ anh em có thể lấy đường link này cũng như là ấn phần withdraw cho mình xem này là như thế nào. Ok, như nó nói trên, như mình đã nói rồi, 7 ngày đây. Ấn red profile link để lấy đường link đi giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái đồng robot này, robot Arrow này. Ok. Kết thúc video, chào mọi người nhá. Khi mà nó phối hay như nào đó thì mình sẽ ra một video cụ thể cho anh em chiến nhá. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo.